Viện xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 11 năm 2022 quý vị và các bạn. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội mưa suốt quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất buồn. Các khách du lịch đang đi tham quan thủ đô Hà Nội phải mặc những cái áo để tránh mưa. Chiều nay Việt mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi cảm nhận không khí tại chợ Đồng Xuân cho tới chợ Hàng Bè quý vị và các bạn. Anh chạy Grab cũng chưa có việc. Cảnh chiều mưa buồn quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của Việt, tặng Việt một like ủng hộ Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình đang ở trên tuyến phố Hàng Khoai. Trước màn hình quý vị là xe bán cà phê dạo. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội bây giờ mưa như kiểu mưa xuân vậy quý vị và các bạn. Nhiệt độ thì có giảm hơn hôm qua. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 22 độ C. Trời hơi se se lạnh. Quý vị và các bạn đi ra đường mà không mặc thêm áo ấm thì cảm giác hơi lạnh. Những hình ảnh bên hông chợ Đồng Xuân. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Hàng Khoai vẫn còn mở cửa. Cửa hàng bán mây che đan quý vị và các bạn. Các chị bán hoa quả mùng 1 Việt thấy cũng vắng khách. Việt đang ở ngã tư Hàng Khoai và Nguyễn Thiếp. Ở bên ngoài thì thời tiết cảm giác bầu trời tối tăm hơn quý vị và các bạn. Do ống kính camera của Việt tươi hơn, sáng hơn so với ngoài thực tế. Và trước màn hình quý vị và các bạn là phía cuối chợ Bắc Qua, các cửa hàng kinh doanh hoa quả cũng vắng khách. Chiều mùng 1 tháng 11 âm lịch, cảm giác hơi buồn một chút quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên tuyến phố Cầu Đông.
Wow, ở đây Việt thấy 3-4 du khách nước ngoài. Du khách nước ngoài tới thủ đô Hà Nội ngày hôm nay mà không đội mũ vào là cảm giác ướt hết đầu, quý vị và các bạn. Và trong màn hình là ngã tư Hàng Chiếu và Nguyễn Thiện Thuật. Việt sẽ mời quý vị cùng Việt rẽ sang tuyến phố Hàng Chiếu. Wow, ngay góc ngã tư có một chị. Gọi là béo phì. Các cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Hàng Chiếu Việt thấy nhộn nhịp. Và trước màn hình quý vị là những hình ảnh cửa ô Quảng Trường. Hình ảnh trên tuyến phố Thanh Hà, quý vị và các bạn. Đây vừa thấy có cửa hàng bia đông khách quý vị, thu hút rất đông các khách du lịch. Và trước màn hình là ngã tư Đào Duy Từ, Mã Mây và Hàng Buông. Mời quý vị cùng Việt đi sang tuyến phố Mã Mây. Đoạn này các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Mã Mây đều thấy mở cửa rồi. Và trước màn hình là ngã ba phố Mã Mây và phố Hàng Chính. Các cửa hàng kinh doanh
đồ ăn, đồ uống cũng đã kê bàn ghế phục vụ quý vị và các bạn khi tới với phố Mã Mây. Các du khách đang đội mưa để đi tham quan phố cổ Hà Nội. Vì đang ở ngã tư Lương Ngọc Quyến và Mã Mây. Cửa hàng kinh doanh buôn bán hút khách quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị là ngã ba Hàng Bạc và Mã Mây. Mời quý cô chú anh chị cùng Việt rẽ sang tuyến phố Hàng Bạc qua phố chợ Hàng Bè. Rất đông các du khách đang đi tham quan đường phố Hà Nội, quý vị và các bạn. Rất tuyệt vời. Mặc cho cảnh chiều mưa rất buồn. Wow, ở đây có thể một tốp khách du lịch. Rất tuyệt vời. Vì đang ở phố Hàng Bè rồi. Và trước màn hình quý vị là ngã ba Hàng Bè và phố Gia Ngư. Các chị kinh doanh hoa buổi chiều mưa rất buồn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Hàng Bè Việt thấy đều đã mở cửa. Khách ăn mặc rất sexy quý vị và các bạn. Vì đang ở ngã tư chợ Hàng Bè quý vị và các bạn.
ra tới chợ Hàng Bè về thấy cảnh mua bán nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng bán gà cúng cũng như thắp hương cũng còn vắng khách quý vị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ chợ Đồng Xuân qua tới phố chợ Hàng Bè. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Những hình ảnh trên phố chợ Gia Ngư quý vị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Các chị bán hoa Việt thấy cũng ế.